chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Chào đến quý vị đến với cà phê sáng của buổi sáng ngày 2 tháng 8 Người lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Rất nhiều các bản tin để gửi đến quý vị à, bao gồm chuyện đá banh, chuyện của những à, trẻ em hoặc là các quý vị Việt Nam nào mà thích Taylor Swift, giá vé khủng khiếp luôn. Rồi chuyện hai người Việt Nam ở Garden Grove với Westminster lừa đảo 2 triệu 200 ngàn Mỹ Kim Đặc biệt là nạn nhân đa phần là những người già, họ không hay biết gì cả Ngày hôm nay chúng tôi đến với quý vị và đầu tiên là chuyện đá banh Ngọc Lan xem đá banh hầu như là rất là sát phải không? Ngọc Lan chỉ Ngọc xem nhiều thôi Ngọc Lan nhìn chúng tôi đôi mắt rất mở, rất to Tại vì nói về đá banh là không có nút nào Ngọc Lan chỉ coi tin tức thôi Chính tức nó là cái gì? Cái gì thôi mà tự nhiên đập vô mắt là ngày hôm qua tại Ngọc La nhớ anh Nguyễn Trường nói là Brazil là một trong những đội mạnh nhưng mà bây giờ thấy là Brazil bị loại ngay vòng bảng World Cup oh, no. thì mình ồ oh, cái này là chuyện lớn. Buồn quá, đau khổ. <laughs> tại yeah, sao nhỉ thầy? Tại sao vậy Anh Thủy yeah. anh Thủy làm sao đội này năm nay có những cái mà cái bất mình bất ngờ à. vậy? Yeah thực sự thì những cái đội yếu mình cũng hiểu nhưng mà có những đội yếu không bao giờ mình nghĩ có thể vào được đó mà họ vào được uh, Nigeria rồi uh, Jamaica man nè <laughs> Jamaica Jamaica lần đầu tiên trong lịch sử thưa quý vị cho nên uh, các trận đấu mà những cái đội mà đã từng là được xem là mạnh thí dụ như China South Korea về nước hết nha yeah. À, Canada cũng về nước luôn. Đây là bạn mà chúng tôi uh, gửi đến quý vị để uh, những quý vị nào uh, muốn xem tổng quát đó bởi bởi vì 16 đội kế tiếp. Oh, man. À Thụy Sĩ, Na Uy, uh, hai đội này mạnh chúng ta thấy đá rất đẹp rồi. Australia ok. <laughs> Nhưng mà Nigeria năm nay đá rất đẹp, đó rất hay. Japan đá hay quá, Japan năm nay đá xuất sắc luôn. À, Spain đứng hạng nhì, cho nên là bản nhất nhì xếp vào. À, England um, số 1 rồi. À, Denmark, The Netherlands, Hà Lan năm nay đã hay quá. Hà Lan năm nay đã xuất sắc đó, thắng Việt Nam 7-0 á. 0 nha. Yeah. À, Hà Lan với lại Mỹ, Mỹ năm nay nghe Việt em, người em Ngọc chê. Lan nghe chê, chê. phải không? Yeah. Năm yeah. nay một cái trận mà đá với Bồ Đào Nha nó xém chết cái phút mà sắp hết hiệp rồi thì may quá một cái quả banh nó đụng cái cái cột của cái khung thành nếu không là vô cái quả đó thì không biết sao về nước luôn á cho nên may là cái quả đó không vào nên vớt vát được cú chót cho nên mỹ à, đá yếu quá năm nay đang đá sao đó bắn chim người ta gọi bắn chim đá bay bắn trên trời không mà pháp à, uh, jamaica uh, thụy điển sweden với lại ý thụy điển với ý đã và colombia cũng như germany hiện nay đang còn xem còn một trận nữa chúng tôi đang chờ đợi cho nên những ngày sắp tới sẽ là những ngày hào hứng nhất không còn có vòng loại vòng liếc gì nữa hết á thua là về nước luôn cho ừ. nên sẽ làm những điểm nổi bật Vui với cộng đồng Những quý vị nào mà chưa xem đá banh nữ Thì đây là cơ hội để chúng ta thấy được à, Chúng tôi thích xem đá banh nữ hơn nữa Bởi vì năm nay các cô được huấn luyện Và cái việc mà đá banh dành cho phụ nữ Càng ngày càng được để ý đến hơn Hấp dẫn hơn so với các đội banh mà của Mỹ Đá vào vòng tuyển thế giới coi yếu quá Không bằng à... nữ Đội tuyển Việt Nam đó thì đã phải về nước rồi. Cho đến giờ phút này thì như đã nói là đội tuyển Việt Nam là coi như là thua đậm nhất, có ừ. cái để cho banh lọt lưới nhiều nhất. Thì đội tuyển Việt Nam về nước và được thưởng là 1.8 tỷ đồng, nghe 1.8 ừ. nghe ghê quá. Mà cái số tiền này nó nó một chưa người được. một người được một no, tỷ đó. nguyên một đội thành <laughs> ra sẽ nhìn 1.8 tỷ là có mấy chục ngàn á à uh, 70 80.000, 7 80.000. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho đúng là bóng đá nữ đã đi vô Nhưng được, được cấp thế giới rồi thưởng, mà thưởng lắm. thì rất là bèo bọt. À uh, quý vị sẽ nhìn thấy cái tiền thưởng mà dành cho đội bóng đá nữ uh, 1.8 tỷ là sau khi qua 3 3 trận ở vòng uhm. bảng rồi ha. Rồi uh, trước đó thì nhận được cái tiền ví dụ như là 800 triệu rồi 500 triệu cho mỗi một trận vậy có nghĩa là nó nó so với lại bóng đá nam ở Việt Nam á, thì đội nữ ừ. vẫn rất là bèo bọt như mình nhìn mình thấy tội thiệt. À, rồi ngoài khoản tiền trên thì liên đoàn bóng đá thế giới mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận được 30.000 đô la. Thì cái này thì thấy cũng còn được được 30.000 đô la mặc dù là cái số tiền này đối với người bình thường thì lớn nhưng mà đối với lại sự nghiệp của các cầu thủ bóng đá thì ừ, nó 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 không à. có là quá lớn ừ. nhất là so với lại Giữa, mình cứ so sánh giữa cầu thủ Nam với cầu thủ nữ Việt Nam thôi là thấy một cái sự chênh lệch rồi nhưng mà dẫu sao thì mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận được 30.000 đô la cho việc thi đấu ở vòng bảng này cũng là điều đáng mừng cho các các nữ cầu thủ này nhưng mà không biết thì các cô có nhận được trọn vẹn số tiền này hay không thì mình không có biết thì đó là về liên quan tin tức đến đá banh anh Thụy còn cái gì liên quan đến nhiều... đá banh không? Oh, đá banh thì xong rồi. Cho oh, nên chúng tôi mà... mới giới thiệu quý vị bây giờ vô vòng 16 đội đó rất là hào hứng. Càng ngày chúng ta theo dõi khi mà hỏi đến đội Mỹ đó thì nhiều người vẫn nói rằng tôi vẫn còn niềm tin. Nhiều khi vòng loại nghĩa là đá như thế nhưng mà vào trong thì bây giờ cái người huấn luyện viên phải thay đổi cái chiến lược như thế nào đó để mà chiến thắng chứ còn đá kiểu này có bộ mệt lắm ạ phải nói như là của Việt Nam là tinh thần không khỏa lấp được chuyên môn. <laughs> Việt Nam đi là cái tinh thần ghê gớm lắm, ca tụng dữ lắm nhưng mà đúng là họ nói giống như ông uh, huấn luyện viên đó tinh thần không khỏa lấp được chuyên môn, phải chấp nhận thua thôi. Nhưng mà quay sang chúng ta còn một cơ hội nữa để trúng số. <laughs> Ngày hôm qua ha? cái giải uh, uh, Mega Millions không ai trúng, độc đắc hết cho nên là Kinh bây hà. giờ là sắp tới đây đến thứ sáu này Ngọc Lan nghĩ nó lên đến 1 tỷ mấy giờ này chưa biết ngày hôm qua là khoảng 1 tỷ 1 tỷ 1 1 tỷ 2 bây giờ thì thứ sáu này không biết nhưng mà có hai người ở ngay miền Nam Cali trúng được 5 số 5 số à, chỉ không trúng số số Mega thôi những người này chắc là họ hồi hộp kinh khủng luôn thì mỗi người mỗi một vé như vậy là 650.000 Giữa một tỷ mấy mà nó tuột xuống còn có 650 000 Hai người, à, một người ở Lancaster, một người ở Lincoln Heights thì cũng như vậy cũng cũng vui giờ chúng ta còn hy vọng cho ngày thứ sáu này ai mà muốn uh, nuôi mộng trở thành tỷ phú quý vị có thể mua vé tiếp hai đồng thôi mà nuôi được bao nhiêu giấc mơ quá đẹp thì chúng tôi thấy cũng xứng đáng à, cả đài bỏ ra mỗi người hai đồng dạ, hai mình đồng khi đó công ty tôi đồng. nghĩ rất nhiều công ty <laughs> bỏ ra ai cũng hùn hết à, bởi vì chỉ có hai đồng mình nuôi được giấc mơ trong đó tô vẽ lên bao nhiêu cảnh đẹp của những căn nhà ở Newport Beach, Ngọc Lan á. Dạ. Ngọc Lan có có nghĩ... có nghĩ có khi nào mà nghĩ tới không biết được trúng số mình làm gì không? Tôi 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 thắc mắc cái chuyện đó, quý vị chúng số ai cũng nghĩ tới cái chuyện nhà thay đổi nhà hết. Yeah, Chắc yeah, chắn cái, cái chuyện lập, đó là một trong nghĩ những về trung số mình phải phải sẽ mua nhà, kế hoạch mình sẽ mua những nhà đẹp, nhà đẹp, mình, lên. Yeah. mình sẽ làm những Bánh gì buộc. mình thích, mình thấy uh, mình muốn giúp ai mình có sạch tiền đó ra mình giúp ừ. mình nghĩ đến chuyện uh, những cái bệnh viện mình thấy mình đọc tin tức của người việt nam mà nhất là bệnh ung thư họ đi khám bệnh khổ sở quá chỗ ăn chỗ ở không có mình nghĩ trời mình có tiền mình, có mình cho họ xây bệnh viện thì nhiều, đó là những nhiều, cái mẹ điều mẹ. mà ngọc lan nghĩ ừ. nếu mình có tiền một cái số tiền lớn đủ để mình thực hiện những cái ước mơ của mình thì điều đó rất là vui chúng tôi tiếp tục với uh, cà phê sáng sau phần quảng cáo mời quý vị cũng theo dõi chương trình này được bảo trợ bởi jean và kim thư nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vếp về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đám 714-741-2008. Phở 86, truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Lan Hoàng xin được trở lại với tất cả quý khán thính giả và hôm nay à, KTLA OC Register và các hãng tin địa phương khác đều loan tải về việc hai người Việt Nam, hai người gốc Việt ở Garden Grove và Westminster, à, một người phụ nữ tên là Thảo Nguyễn, một người đàn ông tên là Nghiệp Nguyễn, ông này 55 tuổi, bà 47 tuổi, à, hôm thứ hai đã ra hầu tòa ở um, liên quan đến vụ lừa đảo và đây là một lụ, vụ lừa đảo tiền nhà thưa quý vị à, trong những căn nhà thường à, và cái vụ này đã xảy ra từ 2018 và kéo dài đến giờ phút này cả hai mới xuất hiện ừ. Ngọc Lan sẽ có thêm chi tiết nhưng mà nói sơ sơ đó thì à, đây là cái vụ lừa đảo home equity loan. Yeah. Uh, khi mà nói là home equity loan tức là mình có một cái nhà ừ. xong rồi á mình sẽ ví dụ như là cái nhà đó trị giá là một triệu đô la mà mình nợ cái cái tiền ngân hàng á chỉ có khoảng 200 trăm ngàn theo ví dụ yeah. như vậy thì cái cái tiền còn lại của cái nhà đó là 800 trăm ngàn đô la đi yeah. thì bây giờ người ta cần một số tiền nữa thì họ lại đi mượn cái cái nợ từ đó ra thêm yeah. một cái khoản nợ nữa họ dùng để họ làm một cái việc gì đó yeah. thì hai cái người này một một bà này thì là uh, Nguyễn thị kim thảo yeah. à, và một ông tên là nguyễn chính nghiệp đó họ mới dùng cái cách đó thì không biết bằng cách nào yeah. họ mới có được những cái hồ sơ nhà của một số người gốc việt ở đây luôn cái vùng lý đô sài gòn này người không những à? người cao niên thôi yeah. đó họ có như vậy xong rồi đó họ bắt đầu họ mới làm hồ sơ để mà họ đi mượn cái tiền nhà của những cái người già kia ra tức là những người đó họ không biết gì hết thì bây giờ đó ví dụ như bà Thảo bà đi rồi bà dẫn theo ông nghiệp với những người đồng bọn đó có đồng khi đi luôn. đến ngân hàng thì bà giới thiệu là ờ, ông nghiệp đó là chủ của cái căn nhà đó chủ của giấy tờ đó còn bà này, rồi có khi thì bà xưng là giống như là con cháu của Đúng vậy, cái ông luôn. của của những cái người chủ nhà kia thì đó bằng cái cách đó thì họ đã rút ra nhiều cái tiền từ những cái căn nhà này xong rồi họ bỏ vào trong những cái tài khoản riêng của họ mà những người đó thì người ta không biết gì hết Chỉ trong vòng có 4 tháng thôi của năm 2018 mà họ rút ra gần 2.2 triệu đô la Là một Ủa cái số tiền rất là nhiều thì uh, nhiều căn nhà nha yeah, chúng tôi sẽ có trong cái phần mà trong cái cái phần tin nổi bật sẽ nói chi tiết hơn về cái chuyện là cái cách thức họ làm như thế nào mà Ngọc Lan nghĩ nhiều người người ta cũng không có biết mình trở thành nạn nhân của những cái trò này À, có thể là họ nhờ vả làm tiền vay ngân hàng hoặc là như thế nào đó à, cũng giống như tương tự là nhiều năm trước đây à, Ngọc Lan từng làm một cái phóng sự liên quan đến chuyện một một cái cô từ Việt Nam qua mua nhà cũng trả tiền hết cổ pay off cho căn nhà đó cũng trả tiền cho cái người mà đứng ra đi giới thiệu mua nhà nhưng mà cuối cùng dòng vòng sau đó, cái đến khi mà cổ coi lại trên hồ sơ thì mới thấy rằng là ủa cái căn nhà đó còn nợ 400 000 mà trong khi tiền thì cô đã đưa hết cho những cái người mà yeah. đi mua nhà giùm uh -huh. cổ rồi. Đó nó nó nhiều cái nó trồng chéo mà người ta không có rành à, rất là nhiều những cái trường hợp này cho nên là Có thể Cũng có tới chồng. 7 căn nhà hoặc hơn ừ. bởi vì trong cái vụ án này đã bộ tư pháp truy tố bà Nguyễn Thị Kim Thảo 47 tuổi ở Garden Grove 7 tội lừa đảo ngân hàng, 3 tội ăn cắp danh tánh rồi cái tên uh, Nguyễn Nghiệp không biết hai người này có có mối quan hệ gì hay không uh, Nguyễn Nghiệp ở Westminster bị buộc tội hai tội gian lận ngân hàng và tội đánh cắp danh tánh. điều này có thể có thể như thế này là cả hai giả dạng họ đã biết được những uh, người uh, già này uh, cần thay đổi nhà ở họ nghĩ rằng uh, họ đến họ nói chuyện thì khi mà nói ô cụ ơi để con giúp cho giúp cho hồ sơ thì đó cũng là một cái phương cách bởi vì họ phải có đầy đủ an sinh xã hội địa chỉ tên tuổi mọi thứ hết thì ngân hàng mới approve và cái ngân hàng đó họ đang giữ cái hồ sơ nhà của những người này và cái tiền nhà thì dư rất nhiều và vì thế năm 2018 ngân hàng cũng dễ dàng cho lấy tiền equity line ra em... à, một vài trăm ngàn một căn nhà thì rất là ừ. dễ dàng khi cái những căn nhà đã trị giá 800, một triệu hoặc là hơn nữa. Thì những người này nó ô để con hộ con giúp cho quý vị hoặc là giúp cho cụ thì um, những người này tin tưởng đưa hết hồ sơ nhưng mà người này những người này họ, họ cứ trần trừ kéo dài cái thời gian đó ra trong lúc đó thì rủ đồng bọn để kéo tới à trong bản tin thì nãy chỉ có hai nhân vật chính này là bị truy tố còn đồng bọn đó, những tên này đó thì giả chữ ký thì không biết được những cái tội danh đó có bị ghép vào chung hay không nhưng mà hai nhân vật chính thì giả chữ ký rồi thậm chí bà thảo này cũng đóng vai là ô đây là bố mẹ tôi đến đây để ký bởi vì ngân hàng nói rằng phải có mặt của uh, ông bó hoặc là bà đó thì có những người họ giả làm những người chủ nhà rồi bà Thảo Nguyễn hết ô đây là bố mẹ của tôi, tôi đứng ra để hỗ trợ bố mẹ thì họ đưa vào. thì Sau khi hồ sơ đã có đầy đủ hết rồi thì ngân hàng duyệt thôi, rồi chuyển sang. Bà rất là khôn, bà tạo ra một những cái chương mục riêng biệt hết, rồi chuyển tải những cái nguồn tiền này vào trong những chương mục này. Sau đó, lấy khi mà lấy được cái tiền rồi đó, à, bản tin ghi nhận đó, bà lấy cái số tiền ra, bà chia cho những đồng bọn, 6-7 người rồi đó, mỗi đứa một vài trăm ngàn Mỹ Kim. Tổng uh, cộng số tiền là hơn 2 triệu 2 3. thì uh, cả hai uh, đã xuất hiện hôm thứ hai vừa rồi và không uh, không nhận tội không nhận uh, sẽ tội tiếp tục dạ, và... Dĩ nhiên những điều tra, người này yeah. uh, bao giờ ra cái phiên tòa đầu tiên thì họ sẽ không nhận tội và uh -huh. quý vị thấy một cái vụ điều tra mà từ 2018 cho đến bây giờ yeah. 5 năm trời mới đưa ra xét xử thì đến ngày 26 tháng 9 tới đây thì uh -huh. họ sẽ ra tòa uh, tiếp theo nhưng mà cái bản án tối đa dành cho cái tội mà gian lận lường gạt này là lên đến, đến 30 năm nếu là tối nhà. maximum là như vậy, cái số tiền yeah. quá lớn và cái số nạn nhân và cái tội ăn cắp danh tính để lừa đảo nữa, yeah. Yeah. À, không không đáng. À, bên cạnh đó ngày hôm qua chúng tôi có gửi đến quý vị cái bản tin mà à, Malibu các cư dân à, có thể nói à, những căn nhà ở Malibu thuộc hàng đất đỏ nhất trên nước Mỹ này mình tưởng nhà Newport Beach vân vân ở các biển nhưng mà thực sự Malibu đắt bởi vì đa phần là ca sĩ tài tử họ sống ở đây rất nhiều vì lý do yên <laughs> nó xa vùng đô thị mà ra đến đây đó thì thực sự thì ở ngoài này có những bãi biển rất đẹp và họ cũng ngăn cách không để cho cái người ở ngoài vào nhiều và vì thế nổi tiếng bởi vì các ca, ca sĩ tài tử họ tập trung về đây thì có người tìm thấy cái thùng như quý vị đang nhìn thấy đó. Cái thùng này 55 ga lông. Và họ tìm thấy từ hôm thứ Bảy Chủ Nhật gì đó, tối Chủ Nhật. Và họ tìm cách đưa nó vào trong bờ. Mà không ai biết được trong đó có thùng có gì cho đến, đến khi chiều Chủ Nhật các nhân viên làm việc trên bãi biển họ ra, họ kéo vào, họ mở nắp thùng ra thì hỡi ôi không cái này á nó như phim vậy anh thụy nếu, nếu mà nói về tâm linh á thì ghê lắm có nghĩa là ngày chủ nhật người ta thấy nó trôi ngoài cái xong cái người ta ra người ta kéo nó vô ừ. kéo nó vô để tối chủ nhật cái xong là họ nghĩ nó nặng lắm cái họ cứ để trên bãi biển như vậy họ cũng chưa có mở nó ra cái đến tối á cái nước nó lên cái là lại kéo cái thùng ra. đó văng ra Đang ngoài mà. kia cái đến sáng thứ hai người ta lại kéo nó vô kéo nó vô cái lúc đó họ mới mở ra ừ. thì mà họ mới thấy thấy cái gì trong đó anh thụy thấy thi thể thì lúc mà chúng tôi loan tải đó à, hôm thứ hai thì đã có tin tức này rồi thì đến chiều thứ hai họ nói cái thi thể này nó chưa có phân hủy ừ. có nghĩa là người này mới bị giết hay là như thế nào đó Chịu nhét vào trong theo thùng theo. thì đây là một trong những cơ quan về sát án mạng đó họ đang mở cuộc điều tra chúng tôi có thêm chi tiết để gửi đến quý vị bởi vì cảnh sát cũng đã xác định được thi thể trong cái thùng này rồi mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy to chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Hiện nay, mua một bánh filet of fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 nhấp từng khoảnh khắc mùa hè hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia TMN Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt đền bù thỏa đáng 714 741 2008 Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian, 714 -839 -4591. lan hoàng trào thủy trở lại với quý vị chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến việc khám phá ra một cái thùng ở trong đó có thi thể của một người đàn ông tin tức ghi nhận là từ hôm thứ hai sau đó đến ngày hôm qua thứ ba họ nói rằng trong thi thể này họ tìm thấy đó cái không có quần áo người đàn ông này khỏa thân và cảnh sát đã xác nhận đó xem ra về cơ quan giảo nghiệm tử thi sau kết quả giảo nghiệm tử thi vào tối ngày hôm qua đã cho biết thi thể này thuộc về ông Javonta Murphy mới 32 tuổi mà thôi. Cảnh sát cũng cho biết là, là quần áo không có và nhìn sơ thôi bên ngoài. Và kết quả giáo nghiệp tử thi nói rằng ông này cũng mới chết thôi bởi vì thi thể nó không bị phân hủy, xem vẫn còn lành lặn hết tất cả. Dấu vết súng, dấu vết à, ma túy hay như thế nào đó à, hồ sơ cảnh sát chưa cho biết bởi vì họ nói đây là những tin tức nằm trong cuộc điều tra, họ không muốn cung cấp nhiều quá. À, tuy nhiên từ hôm thứ hai, à, Sở Cảnh sát LAPD phối hợp với Malibu Beach đã đưa ra số điện thoại của Sở Cảnh sát kêu gọi cư dân trong khu vực này hỗ trợ thông tin và như tất cả các cuộc điều tra họ phải theo dõi giám sát mấy camera an ninh trong khu vực để xem chiếc thùng này nổi lên từ lúc nào đây là cái khu địa điểm mà các bờ biển đó. biển thì nó quá lớn đi thì không biết nó trôi giả từ bao giờ và bị giết ở đâu họ nghi ngờ là ở long beach hoặc là san pedro hoặc là thậm chí ở malibu à, nhưng không phải giết rồi mang tới đây mới ném bởi vì cái thùng nó quá nặng những kẻ này có thể giết ông murphy ở ngoài khơi tức là lái tàu ra ngoài khơi thả ông xuống cách đó vài ngày bởi vì cái xác chết nó cũng còn mới lắm cho nên uh, thả xa ở ngoài biển này nào tới catalina luôn và đến ngày hôm nay họ đang có một cái thắc mắc ở Catalina là có một người đàn ông mất tích ở Catalina wow. thì chưa biết được hai cái chuyện này nó có dính với nhau hay không họ đang mở cuộc điều tra tin tức về cái đảo Catalina ở ngoài Long Beach quý vị cũng đang được uh, ghi nhận thì khi mà giết như vậy đó thì cái thùng này nó được thả ngoài khơi nó từ từ nó theo sóng nó trôi dạt vào bờ và đó là lý do người ta tìm thấy À, ngoài ra mấy camera an ninh cũng xem quay vào khoảng thời gian 10 ngày một tuần phải tới 10 ngày luôn đó Đổ lại đây đó Có những chiếc xe vào và buổi tối di chuyển ra vào hay không Rồi họ à, theo dõi các à, tàu ra ngoài à, Long Beach hoặc San Pedro Tất cả những cái tàu nào ra ngoài đó Họ đều có cái ticket để mà đi vào trong bãi để đưa ra Hoặc là từ ở trong cái bến đậu này Thì cái chuyện này mà theo dõi thì biết bao nhiêu cái cái dấu vết là cả ngàn vụ bởi vì bao nhiêu người ra khơi mà nhất là mùa này là mùa câu cá mùa hè cho nên tàu ra khơi hàng ngày không biết bao nhiêu ngàn chiếc rất khó và vì vậy uh, sẽ mất một thời gian dài họ chỉ hy vọng đó là công chúng có ai thấy được gì hoặc biết về Murphy 32 tuổi thì ngay từ lúc đầu thì người ta nghi ngờ đây là một vụ án mạng uh, cái cái phân bộ về án mạng họ đang theo dõi điều tra có thể là ma túy có thể là lừa đảo có thể là ghen tương tài tránh nhiều thứ khác nữa và cái kẻ mà giết người kiểu này đó chúng thuộc loại băng đảng đó chúng ta nhớ là họ họ lanh nhớ là lúc mà trời nắng hạn đó nước nó, nó cạn đó yeah. thì ở hồ ở Black Power họ tìm thấy mấy cái thùng luôn rồi xe nhưng mà phần lớn là cái thùng thì là những cái kẻ mà nằm trong các băng đảng tội phạm giết người đó giết chúng nhét vào trong thùng bên Mexico cũng giết người xong nhét vào trong thùng cho nên tên này có thể là một cái kẻ buôn ma túy rồi lấy ma túy đó tiêu xài như thế nào đó mà không có giao nộp tiền đầy đủ cũng là một trong những uh, yếu tố trong cái cuộc điều tra án mạng về cái chết của Murphy quá ghê yeah. uh, thưa quý vị uh, trong những năm vừa qua đó thì có rất là nhiều người nổi lên ở trên các mạng xã hội họ giới thiệu về các các cách thức để ăn uống làm sao cho khỏe à, để mà để có một cái thân hình đẹp để giảm cân vân vân. Thì trong số này đó có một cô này, cô là một blogger người Nga. Cô này tên là Zana Samnonova. Cô này hiện ừ. bây giờ là 39 tuổi. Thì cô là người Nga nhưng mà cô sống và làm việc chủ yếu là ở vùng Đông Nam Á, ở Malaysia, Indonesia vân vân cô nổi tiếng với cái chuyện là cô có nhiều cái phương pháp ăn kiêng mà nói là trong 6 năm qua đó thì cô rất tự hào với việc á là cô không hề uống nước uống nước nước gọi là uống nước thường rồi. đó uống nước bởi vì đúng cô yeah. chỉ uống nước trái cây thôi nước ép trái cây chứ cô mm. không có uống cái nước bình thường cái water bình thường cũng có cô uống nước như vậy thôi xong rồi hồi xưa đó thì cô còn ăn giống như là ăn những cái loại mà uh, cá À, vân vâng nhưng mà bây giờ những năm vừa rồi là cô nói không luôn cô hoàn toàn không ăn cái gì có muối có dầu có protein chỉ không có, có trái đâu. cây thôi chỉ có hoàn toàn là trái cây Mích và xoài cô, bưởi. cô tự hào á <laughs> là cô đã ăn tất cả những cái đó ha à, không ăn ăn muối không ăn dầu không ăn protein và cô đã chống chọi được qua cái thời kỳ covid là cô đã vượt qua được đó Quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này của cô Có nghĩa là cô kêu gọi người ta Là phải ăn uống như thế đó Rồi nói rằng là Hãy nhìn cô đi gần 40 tuổi Nhưng mà làm sao có thể đoán được là cô 40 tuổi Vân vân wow, Tuy nhiên ổn quá ha. quý vị đừng bao giờ Ăn theo cô này Để Là bởi vì cô đã chết rồi uh -oh. Hôm 21 tháng 7 vừa qua Cô chết ở Malaysia Uh, mẹ cô á, thì nói rằng là cô chết giống như là cô bị um, một cái bị kiểu bệnh. như tiêu chảy kéo dài vậy đó ăn uống gì đó oh. nhưng mà những người mà theo dõi cô nói là thực sự họ rất là ai ngại họ nghĩ rằng cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng bởi vì nhìn ví dụ như bức hình này người ta nói người ta nhìn người ta rất là sợ bởi vì nhìn, cái kết cánh tay của cô ấy, như là của một cái đứa bé 12 tuổi thôi nó gầy gọp và trong nhiều năm qua người ta nhìn cô đi như là một bộ xương khô vậy đó họ họ nói như vậy như Thế một vậy. bộ xương Thế thôi tại rồi. vì quá là ốm quý vị tự tưởng nhưng mà khuôn tưởng... mặt vẫn trẻ ha bởi vậy Yeah. cho nên nhờ trái cây khuôn mặt trẻ đó nó là nhìn nhìn cô ốm ốm mà người ta ái ngại luôn mà cô chỉ ăn có trái cây mà trái cây nhiệt đới nó là trái cây nhiệt đới đàng hoàng từ cô sống ở vùng bây giờ sống Năm ở ba lai, lai mới có được cái cái chuyện mà ăn trái cây dễ dàng mà cho nên cái tin mà cô qua đời hôm 21 tây tháng 7 vừa rồi đó thì khi mà cái tin này lên quý vị tưởng tượng chỉ trong vòng có một hai ngày thôi gần cả hơn 4.000 cái comment người ta vô người ta nói chuyện không thể chấp nhận được hay là họ người ta chỉ, cũng trích hay sao? chỉ trích họ chỉ oh. trích những cái cách mà kêu gọi những người khác ăn uống mà nó không có khoa học cái kiểu như thế này ăn uống để rồi cô là suy dinh dưỡng họ nói là cô suy dinh dưỡng quá nặng nhưng mà cái cái khuyên hướng cái phong trào mà vegan đó tôi cái vị ăn trái cây rau quả thôi đó nó có cả bao nhiêu chục năm nay rồi. Nhưng mà Và tùy người theo da yeah, cô cô này cô nói là cô tự hào là cô chưa bao giờ cô bị bệnh cảm hết. Hồi cô viết cô cũng không có bị gì hết. Đó là cô không đã nói không ăn dầu, không ăn muối, không ăn protein, không ăn những cái chất đạm, chỉ trái cây thôi. Chỉ hmm. trái cây không uống nước nữa mới ghê trong 6 năm qua. 6 năm chứ không phải là 6 tháng. 6 năm qua cô không có uống nước bình Mấy thường đáng mà cô chỉ uống à, nước trái cây được. hoặc là nước ép yeah. từ rau củ, tất cả nghĩa là chỉ có rau củ thôi nhưng mà kết quả là cô đã như vậy Ngọc Lan có đồng ý là mình nên nó du di chứ là vẫn ăn như cố nhưng mà đồng thời vẫn có những cái protein cần thiết Dạ đúng cái gì nó khỏe, cũng phải, phải uh, nhiều người uh, người người ta vì thích đẹp muốn đẹp ừ. uh, cho nên họ ép mình theo những cái chế độ ăn ăn kiêng nó quá là khắc nghiệt dạ. cho nên cuối cùng cái gì đó, khỏe là tốt nhất ừ. dạ, phải ăn nhiều độ chúng tôi tiếp tục với cái phần tin tức ngay sau phần quảng cáo và nói về Taylor Swift tối mai rồi mời quý vị theo dõi chương trình này được bảo trợ bởi jean và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ việt nam và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy easy, chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. CMN Insurance Xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt Đền bù thỏa đáng 714 741 2008 Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 714 839 4591 có thể đó một hiện tượng mà nó gây ảnh hưởng không nghĩ không những trong làng âm nhạc mà đi tới đâu thì cả một nền kinh tế địa phương nó trỗi dậy và kéo theo luôn cả nền kinh tế của nước Mỹ và trên thế giới nữa. À, trước đây thì những cái ca sĩ Mỹ khi mà họ đi tới đâu đó là họ kéo theo cả nền kinh tế địa phương. thì hiện nay thưa quý vị lý do mà chúng tôi đề cập đến ca sĩ Taylor Swift đó. Number One của nước Mỹ hiện nay đó, bởi vì tối ngày mai sẽ xuất hiện tại SoFi Stadium ở Los Angeles. Không biết quý vị nghĩ như thế nào nhưng mà chúng tôi theo dõi đó cả chục năm nay từ lúc mà Taylor Swift cầm cái đàn guitar hát, đó. cho đến giờ phút này chúng tôi chưa nhìn thấy ai mà toàn hảo hơn là Taylor Swift. Không biết cái lời đó có quá, quá đáng hay không nhưng mà quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy được. Mình đã có Britney Spears, mình có bao nhiêu ca sĩ à, nữ à, Katy Perry, vân vân, cũng xinh đẹp như thường à, Beyoncé, tất cả các ca sĩ à, Celine Dion, Madonna Rồi à, Mariah Carey, những à, nhân vật nổi tiếng đó Nhưng mà quý vị so sánh với Taylor Swift đi Thì không có ai mà toàn hảo như thế này Đẹp từ cái cọng tóc cho tới lông mi, rồi mũi, miệng Tất cả hết và con nít trong đó số đó, mấy đứa cháu của chúng tôi mới biết được mấy cháu đó mê Taylor Swift. Thì không biết là uh, gia đình quý vị có mua vé cho uh, đi xem hay không. Mấy đứa cháu nói với chúng tôi đó là uh, may quá, ngay khi mà năm ngoái, hình như tháng 7, tháng 9 gì đó đó. Khi mà tin tức uh, nói về cái chương trình uh, lưu diễn của Taylor Swift, thì các cháu mê quá cho nên nhảy vào mua. Mua cái vé nghĩa là đứng xa nhất. <laughs> Tại vì vé đắt quá. 140 đồng. Ừ. Nhưng mà hôm nay nếu mà các cháu đồng ý mà bán lại đã có thể à. bán được 700 đồng một vé. Wow. 700 đồng tức là cái vé xa nhất đó Ngọc Lan. Đứng nhìn không thấy, nhưng mà được cái đó là ở Sofi Stadium á, trước mặt là nguyên cái màn hình 360 độ của Samsung. Cho nên nếu mà không nhìn thấy khuôn mặt ở dưới thì chúng ta nhìn vào màn ảnh. Cho nên đi xem Taylor Swift để có được cái kinh nghiệm là chung quanh là những giới trẻ rồi à. quý vị biết đó là rất nhiều các phụ huynh cũng phải mua vé đi theo để mà kèm mấy đứa nhỏ của mình mà đi tới đâu đó thì nó khủng khiếp tới đó à, Taylor Swift đến giờ phút này đã kiếm hơn 1 tỷ đô la rồi chỉ lưu diễn thôi rồi đã đương nhiên đi tới đâu thì các uh, quần áo hàng hiệu rồi uh, CD bán ra. Ngày hôm nay uh, trên KTLA thì họ đưa ra những cái danh sách của những ngày trình diễn uh, từ ngày hôm nay mà kéo dài uh, liên tục nhiều ngày tới uh, đâu 6 7 buổi diễn á. Và cái vé có vé nó có thể lên tới 5 60 ngàn đô la. À, những vé mà quý vị thấy khi mà Taylor Swift bước ra cái sàn đó, nhảy đó thì có những cái cánh, cánh tay nó vơi vơi lên rồi quay chụp hình đó thì những cái chiếc vé đó là ngay trên sàn đó là đắt nhất wow. mấy chục ngàn một vé vẫn có em mà trong gia đình tỷ phú triệu phú vẫn đi, vẫn, người ta vẫn thấy đông nghẹt như thường. cho nên thêm một điểm nữa đó họ nói những cái, những cái lần mà lưu diễn như thế đó là mang nền kinh tế của nước Mỹ quý vị có thể tưởng tượng đó mỗi một chỗ đậu xe ở chung quanh thôi không phải bên trong nhé bởi vì cái số người vào đây nó quá đông lên tới cả trăm ngàn người lận cho nên thường xuyên những cái trận banh nè những cái chương trình trình diễn của ca sĩ nổi tiếng đến đây đó là tất cả những cái căn nhà chung quanh SoFi stadium họ cho thuê thứ nhất là phòng ngủ thứ hai là chỗ đậu xe phòng ngủ có thể là 500 tới 700 đô la một đêm, một phòng. Rồi cái chỗ đậu xe đó là từ 50 cho tới 100 đô la. Chúng tôi nhớ là có lần mà có những người lên đây họ nói họ phải trả tới ít nhất là 100 đô la để đi bộ vào trong stadium. Mà Ngọc Lan biết đó, đi bộ từ ở ngoài mà đi vô trong stadium nó xa lắm. Vậy mà họ không có chỗ đậu xe, họ phải bỏ tiền. Cho nên không phải là chỉ đi xem concert mà thôi còn tốn kém để vào đây. Rồi nếu mà những ai mà không có người đưa tới đó thì chắc chắn còn khó khăn nữa. Chưa hết là cái nền kinh tế của LA nó lên liên tục trong tuần lễ tới bởi vì Uber nè, Lyft này, Đó là họ hưởng hết tất cả rồi những người bán rong ở ngoài, thậm chí quý vị biết không, những người không mua vé được á họ cũng kéo tới đây mà họ kéo tới đây ra là họ mua đồ ăn mua hàng nó đủ, đủ hết dựng lều ở bên ngoài để chỉ được nghe cái âm thanh ở bên trong thôi quá đó. hấp dẫn luôn nó, nó, nó tuyệt vời vô cùng cho nên à, lâu lắm rồi mới có một cái chương trình concert mà nó gây chấn động cho LA lẽ đương nhiên là khách ở quận cam cũng kéo lên đó, những người mà rồi có những người vì không mua vé được ở những tiểu bang lân cận cho nên từ Vegas, từ Arizona, New Mexico, Washington, Oregon, thậm chí Canada luôn, mua vé về đây để chỉ đi tham dự cái concert của Taylor Swift thôi. Dạ hấp dẫn nhưng mà cô này khí. đẹp quá, đúng là quá đẹp. Uh, thưa quý vị, ở uh, cái vùng California của mình tây tiểu bang California, uh, ở cái nơi người ta gọi là Ridley. Họ uhm. nói rằng lần đầu tiên họ phát hiện ra một nhà kho mà nó được tổ chức như là một cái phòng lab, một phòng mà thí nghiệm, á, một phòng mà thí nghiệm bất hợp pháp. Mà khi mà họ vào đây á để mà họ họ được cái lệnh mà khám xét, có nghĩa là khởi đầu á chỉ thấy là ủa sau cái chỗ nhà kho này nó có cái vườn để mà tưới cây đồ mà nó những cái ống nước của nó làm sao nó nó giống như nó lan ra bên ngoài, à. có nghĩa là người ta thấy một cái gì đó nó bất thường từ cái chuyện nước tưới thôi. Rồi từ từ người ta mới bắt đầu mới xin cái giấy phép đi vào ở trong đó kiểm tra Và họ nói họ không thể tưởng tượng được, họ không thể tin được rằng là trong đó có nguyên một cái là một cái cái, cái nhà kho đó là một cái phòng thí nghiệm mà trong đó có khoảng gần 30 cái tủ lạnh, tủ đông lạnh với bao nhiêu cái chuồng lồng ấp lùm lum hết và à. họ phát hiện ra khoảng 1000 con chuột mà trong đó có khoảng 200 con thì đã chết rồi thì khi mà vô đây đó mới biết rằng là họ nói là họ họ làm ở đây á họ giống như họ nghiên cứu để tìm ra coi những cái loại vi khuẩn sao để trị covid 19 nói chung là họ có nhiều cái lý do họ làm nhưng mà nhà những người mà giám đốc của bên bên y tế công cộng của quận Fresno người ta nói trong mấy chục năm tôi làm việc ở đây chưa bao giờ tôi chứng kiến một cái phòng thí nghiệm Đúng. như thế này rồi những giới hữu trách của địa phương họ nói chưa bao giờ họ tìm thấy rồi khi mà vào đây họ nói ở trong này á họ tìm thấy ít nhất là có tới 20 cái loại mà virus có thể uh, lây truyền nhiễm từ E.coli, Sopre yeah. rồi cả những cái virus mà để lây làm Covid-19 cũng thấy ở trong này luôn. Cho nên bây giờ họ đang điều tra xem Coi cái phòng này là ai là cái người chịu trách nhiệm là làm sao nó hình thành nên rồi nó ở đây bao nhiêu lâu rồi. China no. họ không không thể tưởng tượng được <laughs> thì bây giờ cái cuộc điều tra ở đây họ đang tiến hành. Bioengineer sửa đổi di truyền thể của những dạ. con chuột nhắt này để xem chúng thích hợp chúng có thể tạo ra cái kháng thể Đề kháng lại với những loại siêu vi khuẩn đưa vào những cái con này không. Khủng khiếp. Phải là những cái tài giỏi lắm tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo với Thời sự Thế giới và tạm chia tới với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets. Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chinh và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy 2Easy chuyên bán nệm con su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fucoidan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia giòn.com. Thao yên. Hoàng Trọng Thủy gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong thời sự thế giới tư cà phê sáng và đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày dự báo thời tiết sáng nay cho biết là vài ngày tới thì trời nó nhắm mát lại Thảo không có mát nó đỡ đỏ thôi. À, thưa quý vị và thưa anh à, hôm nay đó rồi à, thứ năm, thứ sáu là 3 ngày liên tục thời tiết à, giống à, như là họ nói là rồi. xuống dưới 85 à, xuống dưới 88 độ và hôm nay đó thì bây giờ Westminster họ nói buổi trưa có khoảng 84 thôi. À dạ vâng. Rồi họ nói là kéo dài như vậy luôn qua hết ngày thứ sáu nhưng mà đến thứ bảy đó thì lại tăng lên trở lại. Bao à, nhiêu? thứ bảy này đó họ nói là lên 88 nhưng mà anh Thảo Yên nhìn thấy cái con số buổi tối nó cũng đỡ lắm, 64 độ 64 buổi tối. đỡ, mấy buổi tối nay bảy mươi mấy không à, Từ tối thấy hơi hầm. Dạ, yeah, trong 2, 3 ngày qua nó vẫn hầm. Thì họ nói rằng cái nhiệt độ hầm như vậy nó làm giảm bớt đi, rồi là tăng trở lại thứ sáu này. Nhưng mà ít nhất mình có 2 ngày để làm giảm bớt. Và điểm đáng chú ý là trong 2 ngày này đã nắng nó không quá nóng và nó không quá oi bức như những ngày trước. À, tình hình tài chính ngày hôm nay um, có những tuyên bố của các cơ quan giám định về mức tiêu thụ của người dân thì khi họ thực hiện các cuộc thăm dò thí dụ họ hỏi quý vị quý vị có cảm giác như thế nào về tình hình kinh tế hiện nay của nước mỹ công ăn việc làm trong tương lai rồi lợi tức của quý vị như vậy và qua nhận định của quý vị thì quý vị có liệu sẽ đi mua sắm nữa hay không cho nên cái sentiment cái cảm nhận của quý vị vào thời điểm này thì trong cái cuộc thăm dò đó đa số người nói rằng họ cảm thấy bất an, họ không biết được cái việc làm của họ về đâu rồi tiền lương như thế nào. Đồng thời chi tiêu thì cao quá, hiện nay với vấn đề lạm phát vẫn còn cao và vì thế có thể họ sẽ không mua sắm chi tiêu. Cái điều này nó khác hẳn so với mùa xuân và mùa hè của nước Mỹ khi số người Mỹ vẫn tiếp tục đi mua sắm và đi chơi xa Đi mua vé vân vân. À, thì nhận định về tương lai đó sau mùa hè này làm cho giới đầu tư lo ngại trước cái cuộc khảo sát người tiêu thụ này đặc biệt liên quan đến cảm nhận. Cho nên quý vị để ý đó những cái tin tức liên quan đến tài chính chúng tôi thường xuyên đưa ra đó ngoài cái chuyện con số thực tế của người tiêu thụ còn có những cái con số về khảo sát cảm giác của người tiêu thụ nữa và cái nội cái chuyện cảm giác không thôi đó họ có thể đoán trước là trong vòng 3 tháng 6 tháng tới nền kinh tế Mỹ sẽ có cái khuynh hướng như thế nào ngày hôm nay thì qua đó có hình có những cái hình ảnh tiêu cực đối với giới đầu tư và vì thế sáng nay Đào trồn xuống 256 điểm cái con số xuống lớn nhất Mặc dù chỉ số Dow Jones hiện nay vẫn ở mức kỷ lục như thường 35.373 Nasdaq 14.000 điểm xuống gần 300 điểm S&P 500 4.500 điểm xuống 55 điểm Hôm nay thị trường hầu như là màu đỏ hoàn toàn Công trái phiếu 10 năm là 4,11 nhích lên chút đỉnh so với ngày hôm qua. 30 năm là 4,2 và 2 năm là gần 5 chấm dầu xuống 1 đồng 78. Khi mà cảm nhận của người tiêu thụ và có thể trong tương lai người tiêu thụ giảm bớt thì ngay lập tức họ cũng bán tháo các cổ phiếu liên quan đến dầu hỏa khiến cho dầu đi xuống. 79 đồng 69 sen vàng xuống 6 đồng 8 hôm nay còn 1972 đồng một troy ounce. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì báo chí địa phương cuối cùng họ cũng chụp được ảnh cũng như là lấy được tên tuổi của cái người đàn ông mà bây giờ họ nói là bạn trai của cô Alicia Navarro, cô gái mà mất tích 4 năm đó thưa quý vị. Thì anh này, ảnh tên là Edmund Davis, 36 tuổi, cư dân của tiểu bang Montana thì bây giờ đó hôm bữa ngày hôm qua chúng ta nghe là cảnh sát ở tại thành phố haver đó họ đã ập đến cái căn apartment cô này sống với một người đàn ông và còng tay một người đi thì đó chính là à, david tuy nhiên sau khi mà về sở cảnh sát đó À, chiều cái sự thẩm vấn của cảnh sát vân vân thì bây giờ cảnh sát ở đây họ chỉ xác nhận là anh này đó không có bị truy tố gì hết à, họ ảnh họ chỉ giống như là mời ảnh đến để mà phối hợp điều tra thì sau khi mà ảnh đã trả lời hết cũng như là cảnh sát họ lấy thêm những cái lời khai chắc từ cô Lisa thì bây giờ họ tạm thời họ thả ảnh ra à, có thể là họ vẫn tiếp tục điều tra nếu như mà họ phát hiện thêm một số những cái bằng chứng thì có thể sau này anh này ảnh bị bắt lại nhưng nhưng mà ngay khi mà vừa thả về đó Thì vào ngày hôm qua đây là hình ảnh mà báo chí địa phương họ chụp được Là cả hai đã dọn dẹp hết đồ đạc khỏi cái căn apartment ở tại thành phố Haver Và cả hai theo anh này đi về sống tại một cái căn trailer của ba mẹ anh này oh, à, dạ vâng. Con bé này lại dọn vô trở lại hả? Dạ vâng Thì uh, uh, bây giờ đó uh, họ nói là cha mẹ anh này có một cái... Uh, giống như là mobile home trailer, thưa quý vị, và đậu ở trong một cái khu vực gọi là Indian Reservation ở tại thành phố Harlem của tiểu bang Montana. thì ừ. cái với nhiều người bây giờ họ đặt câu hỏi, người ta cứ nghĩ là bây giờ cô này cổ mất tích xuất hiện rồi, thì chắc phải quay trở về với gia đình ở Glendale Arizona. nhưng mà cảnh sát ở Montana họ nói là thứ nhất Bây giờ cô này cổ đã thành niên 18 tuổi rồi. rồi và cổ uh, lên tiếng cổ nói là cổ không có muốn về nhà. Cổ chỉ muốn là giải quyết xong cái chuyện mà cổ bị trong cái danh sách mất tích. Uhm. Bây giờ cổ muốn tiếp tục được sống cái cuộc sống mà cổ đã sống suốt đã chọn. 4 năm qua. Dạ vâng. Thì bây giờ cổ chỉ muốn là có được cái driver license chắc là đi làm việc, đi học uhm. gì đó tiếp tục uh, uh, sống chung với anh này. Thì uh, anh uh, Admin Davis này đó bây giờ theo cảnh sát cho biết là cách đây vài tháng ảnh vẫn là nhân viên làm việc cho Walmart anh làm việc buổi tối nhưng mà mới cách đây 2 tháng thì ảnh bị uh, cho nghỉ việc là không, không không biết lý do vì sao uh, và thấy là uh, cảnh sát nói public records đó là ảnh chưa bao giờ ảnh rời khỏi từ bang Montana nhưng mà nếu như là lái xe thì chắc là không có record còn nếu mà bay thì bây giờ không có và anh này anh sinh ra tại montana và từ nhỏ đến lớn sống ở đây và cảnh sát họ nhấn mạnh là sau khi mà nói chuyện thẩm vấn với cả hai đó thì họ nói rằng không họ không thấy có bằng chứng là anh này ảnh liên quan đến cái chuyện mà cô này bỏ nhà đi cách đây 4 năm thì cảnh sát họ chỉ nói như vậy mà họ không có nói rõ ràng cho nên bây giờ không biết là khi đó cổ bỏ đi là bởi vì bị kẻ khác dụ rồi sau này cổ ừ. mới gặp ảnh thì bây giờ thật sự không biết được tại vì cái quãng đường mà cái nơi mà bây giờ cổ ở với anh này đó cách Glendale, Arizona đến hơn một bốn dặm thưa quý vị cái vấn đề chính đó là cảnh sát rõ ràng trong cuộc thẩm vấn này không hề thấy có mối quan hệ tình dục. Bởi vì cho dù là cô gái có tự nguyện bỏ nhà đi hay không, bất cứ ai có mối quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên sẽ bị uh, nước Mỹ truy tố, hoặc là cái khu vực của tiểu bang truy tố về cái tội đó, không cần biết. Uh, nhưng mà bây giờ là 18 tuổi rồi một trong những điểm mấu chốt một cảnh sát khi mà phỏng vấn bé gái phỏng vấn anh này và kể cả những người bố mẹ của anh đó thì bố mẹ và cô gái này cũng xác nhận là giữa cô gái và anh này không có mối quan hệ tình dục cái chuyện đó sau 18 tuổi thì cảnh sát không đụng tới rồi nhưng mà cảnh sát muốn bắt anh này đó phải chứng minh được là ảnh quan hệ tình dục rồi quan hệ tình dục xong cảnh sát mới tìm tới cái việc là cô gái có bị dụ dỗ hay không thì theo những gì mà họ theo dõi Thì thấy không có bằng chứng nào cả Đó là lý do tại sao họ trả ánh tự do Và ngày hôm nay Cô ấy đã quay trở lại Montana Để sống với gia đình này Chúng tôi tiếp tục với uh, Tin Thế Giới với bản tin liên quan đến Ông Trump mời quý vị cùng theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Công ty 405 Cabinets Chuyên về thiết kế Và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Tôi ý nói trong thời trở lại với thời sự thế giới vào tuần trước ngày thứ hai thứ hai tuần rồi đó chúng tôi đã gửi đến quý vị tin tức liên quan đến ông cựu tổng thống trump à, gửi tin nhắn trên trang mạng true social của ông à, báo cho mọi người biết là ông vừa nhận được lá thư của ông jack smith công tố viên trưởng trong cuộc điều tra liên quan đến vụ bạo loạn January 6 ở tòa nhà quốc hội đó báo cho ông biết ông là tâm điểm của cuộc điều tra liên bang thì khi mà một người bị nhận cái lá thư đó có nghĩa người đó sẽ bị truy tố trước đại bồi thẩm đoàn thì đó là chuyện của tuần rồi À, nhiều người đồn đoán là đến thứ sáu tuần rồi hoặc là chủ nhật tuần rồi bởi vì khi mà lá thư được phe công tố gửi đi đó thường là trong vòng một tuần lễ đó họ sẽ chính thức à, truy tố à, mãi cho đến chiều ngày hôm qua đó thì ông jack smith mới xuất hiện trong cuộc họp báo và ông đã trình bày chi tiết về hồ sơ à, à, truy tố ông trump và đây là lần thứ ba ông trump bị truy tố và sắp tới đây khi ông ra hầu tòa vào ngày mai vâng à, theo à, lệnh truy tố ông phải xuất hiện ở ngoài tòa để nghe chính thức các cáo buộc nhắm vào ông và trong đó có bốn tội danh mà ông bị nhắm tới thì à, ngày hôm qua họ nói rằng À, một trong những cái vấn đề chính đó mà người ta nói là ông bị liên can trong cái vụ mà xúi dục cái đoàn người kéo tới tòa nhà quốc hội thì à, trong số này có những cái tội danh bao gồm là âm mưu để lừa đảo nước mỹ thưa quý vị âm mưu lừa đảo này có nghĩa là dựa trên những lời nói dối để mà gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử một cách dân chủ của nước Mỹ à, điểm thứ nhi là âm mưu để tìm cách lật đổ cái kết quả bầu cử và dẫn đến cái việc mà ngày 6 tháng 1 năm 2021 ngày 6 tháng 1 năm 2021 là thời điểm mà quốc hội sẽ chứng nhận kết quả bầu cử cho ông joe biden mà trong đó có ông phó tổng thống mike pence xuất hiện để chứng nhận thì ông trump đã tìm cách liên lạc áp lực với ông mike pence cho nên đó cũng là một trong những cái tội danh tội thứ ba là âm mưu chống lại quyền của những người dân được đi bầu và đồng thời quyền để cho phép tiến trình kiểm phiếu được diễn ra. Thì những âm mưu này họ nói rằng tổng cộng lại tất cả những cái tội danh nếu bị truy tố thực sự đó. Nếu như bồi thẩm đoàn xét ông có tội và tòa tuyên án thì cả nếu mà bị sát cả bốn tội này đó, ông sẽ bị mức án lên tới 55 năm tù giam, mỗi một án À, tù như vậy. À, bản tin cũng cho biết đó là trong suốt à, những năm tháng trời vừa qua đó, từ ngày, ngày 6 tháng 1 tới giờ đó, thì à, dựa trên những hồ sơ mà ủy ban điều tra cái vụ tấn công tòa nhà quốc hội này, thì ông Jack Smith có thêm những cơ sở bằng chứng để đưa ra những cái cáo buộc nhắm vào ông Trump và những cáo buộc này phải thông qua đại bồi thẩm đoàn. À, nếu mà không có đại bồi thẩm đoàn mà cả 12 nhân vật này mà đồng ý đó thì bên phía ông công tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không thể tiến tới để truy tố ông Trump được. Trong phần tin tức nổi bật chiều nay chúng tôi sẽ đề cập thêm những cái chi tiết này, những hệ lụy và kể cả những người gọi là âm mưu cùng với ông cựu tổng thống trong nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử của năm 2020. Và bước sang phần tin quốc tế thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Brazil cho biết là vừa họ vừa giải cứu một cái trường hợp giống như là người di dân lậu đó muốn đi vào đây một cách rất là kỳ lạ là bởi vì bốn người này đó may mắn sống sót được sau 14 ngày lên đinh ở trên biển Đại Tây Dương khi mà họ nấp ở dưới cái phần nhỏ xíu của con tàu như thế này. Thì phía cảnh sát ở Brazil cho biết bốn người này đó là công dân của Nigeria họ đã lén lên một cái tàu chở hàng và họ nấp ở dưới cái phần này nó nó rất là nhỏ và không có giống như là dây xích bao hay cái gì hết và họ cứ ngồi như thế này bám trụ ở đây khi mà cái con tàu này cắm cờ của Liberia lúc đầu đó không biết họ nghe ngóng tin tức như thế nào thì chắc họ nghĩ là cái con tàu này sẽ đi qua châu Âu cho nên là họ đã leo vào đây thế nhưng suốt 14 ngày lên lên qua Đại Tây Dương và cuối cùng khi mà tàu cập bến đó, thì họ ngỡ ngàng là họ đã đi đến brazil thưa quý vị và cái, cái chuyến đi là 3.400 wow. mai thì ngay khi mà cái con tàu cập bến đó, thì nhìn từ xa là giống như là cảnh sát họ đã nhìn thấy rồi cảnh sát brazil họ nhìn thấy cho nên là họ ngay lập tức kéo bốn người này ra và đem về sở cảnh sát để mà lập hồ sơ thì tính đến, đến sáng ngày hôm nay cái con tàu nó cập bến ngày hôm qua thì cảnh sát ở Brazil cho biết là à, cái con tàu này cập bến ở Victoria. Họ nói là có hai người đàn ông à, cuối cùng đã xin được trợ giúp quay trở về quê hương bởi vì Brazil không phải là nơi mà họ muốn đến. Ừ. Còn hai người à, một người 35 tuổi và một người 38 tuổi thì à, cuối cùng đã quyết định à, xin ở lại, xin à, được à, tị nạn. Và hai người này đã được một nhà thờ công giáo ở đây à, cho chỗ ở Và à, trong những ngày sắp đến sẽ giúp cho họ làm hồ sơ xin tị nạn ở tại Brazil à, Cảnh sát hiện nay đang à, đi tìm à, cô gái mất tích Hình ảnh thì thấy rằng à, bé gái này trông như trưởng thành đó Mà mới 12 tuổi thôi Thưa quý vị à, Cuộc điều tra đang à, tìm hiểu xem tình trạng bé gái mất tích như thế nào ở tại Los Angeles thêm một điểm nữa đó tương tự như bé gái ở Arizona ở Glendale đó vâng. nhưng mà trường hợp bé gái ở Glendale 14 tuổi thì em tự nguyện đi trường hợp này thì hiện nay cảnh sát họ nghi đó là em cũng bị dụ rỗ như vậy cho nên một cái trung tâm gọi là trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột bóc lột ở đây có nghĩa là một cái kẻ lên trên mạng giả làm một thiếu niên đẹp trai vân vân rồi dụ dỗ em nhưng mà khi mà em tới nơi đó, bỏ nhà đi đó, tới nơi thì đó là những cái kẻ buôn người và đưa các em này vào trong tình trạng phục vụ mãi dầm. À, hiện nay đó mẹ của bé mang tên là Isabella, em đây là em Isabella. À, người mẹ đang rất là đau đớn bởi vì con gái mất tích cũng mất một thời gian rồi à, họ à, hợp tác với cảnh sát và kêu gọi đó là để xem coi em hiện nay đang ở đâu à, họ cũng đang truy tìm điện thoại cầm tay vân vân cảnh sát hiện nay mô tả em và có hình ảnh đã cung cấp từ chiều ngày hôm qua rồi thì bây giờ trên các trang mạng xã hội của sở cảnh sát và kể cả cái trung tâm tìm kiếm trẻ em mất tích và bị bóc lột đó họ chỉ mô tả em cao 5 feet 9 nặng 130 pound lần cuối cùng có người nhìn thấy em ra khỏi nhà đó mặc một chiếc áo len màu đen quần jean màu xanh câu hỏi đặt ra là em bỏ nhà trốn hay là em bị bắt cóc hay là em tự nguyện bỏ trốn theo người mà em nghĩ rằng sẽ là một người bạn trai à, em bị dụ rỗ mới 12 tuổi thôi thưa quý vị chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng on you can eat -591 -5311, 591 -5311. Natural Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến thông báo của Sở Cảnh sát San Pedro đưa ra từ chiều ngày hôm qua. À, sau một thời gian mà mãi đến giờ phút này đó, họ mới ghi nhận được em mất tích từ ngày 15 tháng 7 mà người mẹ đó cũng đã báo cáo. Nhưng mà trong cái hồ sơ mà báo cáo đó thì cảnh sát cũng nghi vấn bởi vì em mất tích nhưng mà gia đình nói là em bỏ nhà ra đi. Thì mới đây, có người báo là họ nhìn thấy em ở tại một trung tâm mua sắm Montclair Mall thì uh, trên bản đồ thưa quý vị Montclair nó nằm uh, giữa West Covina với Ontario trên uh, uh, sau Pomona đó là quý vị sẽ đến Montclair đây là Montclair à, trên xa lộ 10 thì có người nhìn thấy em tay trong tay với một người thanh niên lạ mặt. Ồ. Oh. Thì họ nghi là bé gái 12 tuổi này chạy theo tình yêu, tình cảm gì đó. Cho nên mới bỏ nhà ra đi. Người mẹ đau khổ lắm kêu cảnh kêu gọi cảnh sát hãy hỗ trợ để giúp tìm bé gái Isabella thì gia đình của em ở San Pedro từ ở phía dưới, cuối cái góc bãi biển này thưa quý vị. Gần kế bên Long Beach này. Và em đã bỏ chạy đến Montclair. Cách xa 50-55 dặm. Thì đó là những cái tin tức. Cảnh sát nói rằng em bị gia đình báo mất tích từ ngày 15 tháng 7. Mà đến giờ phút này thì cảnh sát không nghĩ là em có mệnh hệ gì nhưng mà có thể đang sống với một người nào đó sở cảnh sát san Pedro đang phối hợp với sở cảnh sát montclair để tìm kiếm thêm những hình ảnh từ cái mò montclair mò đó và kể cả những hình ảnh khác trong cái thời gian mà em mới xuất hiện được tìm thấy ở montclair vào điểm này và cảnh sát cũng hy vọng là em vẫn còn lẩn quẩn ở đâu đó tại thành phố montclair chưa có đi đâu hết thì uh, chờ thêm một thời gian cũng như là sở cảnh sát phối hợp để xem coi họ có thể tìm thấy em ở đâu. Cộng thêm với tin tức này được đưa ra họ hy vọng cư dân trong vùng Montclair có thể cung cấp thêm chi tiết để truy bắt được cái kẻ mà cất giữ em trong thời gian qua. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì ở tại Arizona, khu vực Grand Canyon xảy ra một cái tai nạn rất là nặng khi mà một cái xe bus chở khách du lịch đó vì bị một cái xe nhỏ, xe bốn cửa khác muốn qua mặt nhưng mà giống như hai bên chắc cũng cự nhau hay sao cuối cùng đụng nhau rồi chiếc xe bus này bị lật mà kết quả là một người chết, 50 người bị thương thì bây giờ theo như cảnh sát ở Arizona cho biết à, khu vực mà xảy ra tai nạn đó là ở Grand Canyon West cái cái này không có thuộc à, cái Grand Canyon National Park thưa quý vị nó cùng cái tên thôi nhưng mà nó nằm ở một cái khu du lịch khác thì bây giờ các nhân chứng cho biết đó à, cái con đường này là mỗi một bên chỉ có một lane thôi thì cái chiếc xe bus này đang đi thì thường chắc xe bus đi cũng không có lạ thì một cái chiếc xe nhỏ bốn cửa phía sau đó chắc kiểu mà nóng tính không có thích đi phía sau xe bus vậy hoài cho nên là muốn tìm cách lách qua cái lane ngược chiều muốn vượt cái xe mặt cái xe bus nhưng mà rồi chắc cái người lái xe bus đó thì cũng không có vẻ như không có muốn nhường hay sao đó hai bên à, nhà cò kè một hồi thì à, chiếc xe bus à, bị cái chiếc xe nhà tông hay là hai bên tông nhau thì không biết mà cái chiếc xe bus lại bị lật thì à, một người mà à, thiệt mạng ở trong xe bus đó à, được biết là một à, du khách 64 tuổi còn à, chiếc xe bus chở tổng cộng là 57 người nhưng mà có 50 người khác bị thương à, còn 6 người khác cũng may là chỉ có bị chày trụa thôi thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là Họ vẫn đang truy tìm Cái chiếc xe nhỏ bốn cửa kia Sau khi xảy ra tai nạn Cái xe nhỏ kia đã bỏ chạy mất rồi à, Cái nơi này đã từng xảy ra Một cái tai nạn tương tự Là vào tháng Giêng năm 2021 Cũng y như vậy Là một chiếc xe bus uh, Chở khách du lịch Cũng vì một cái xe đằng sau Muốn vượt qua mặt Rồi cũng gây ra tai nạn Khi đó là một người chết 40 người bị thương City of Hope Nơi mà đáng nghiên cứu mấy chục năm nay, of Hope là nơi mà chuyên về à, tìm cách à, xạ trị hóa trị chữa trị ung thư trong thời gian qua ở Los Angeles nổi tiếng lắm và càng ngày càng phát triển. Chúng tôi biết được hệ thống của of Hope từ mấy chục năm trước đây. Mới đầu thì nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà càng ngày càng nhận được sự tài trợ nghiên cứu và một cái tin nghe tưởng như là chuyện huyền thoại vừa xảy ra, thưa quý vị và đây là bức ảnh được ghi nhận. Sidom Hope, trung tâm nghiên cứu về ung thư đã tìm ra một loại thuốc, thuốc luôn, thuốc viên uống vào có thể làm tiêu 70 loại khối ung thư trong cơ thể con người, bao gồm ung thư vú, ung thư não bộ, ung thư tất cả các loại ung thư luôn uống thuốc vào và bởi vì họ nói rằng trong suốt mấy chục năm nghiên cứu về tế bào ung thư đó thì đó là một cái loại mà họ gọi là cái cái cái, cái tế bào bị uh, chuyển hóa và chúng có cái cấu tạo khác với những tế bào trong cơ thể hoặc là những cái loại gọi là nó 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 chạy lung tung hết và từ đó nó nó tạo ra mầm ung thư bởi vì các tế bào trong cơ thể nó bị tấn công thì giờ đây họ nói rằng cái cuộc nghiên cứu của CDop of Hope từ 20 năm trước đó là đến từ một trẻ em. Đây là bé gái từng bị ung thư và từ đó các nhà khoa học họ nói rằng nếu mà không tìm được những cái phương cách chữa trị thì chẳng lẽ những đứa trẻ nó bị ung thư rồi không còn cách nào khác nữa hay sao? À, bản tin ghi nhận đó, đây là cái giai đoạn đầu mà CD of Hope trong thời gian thử nghiệm vừa qua đó họ thấy đã thành hiện thực trong phòng thí nghiệm đối với những con chuột này. 70 tế bào ung thư, họ nêu nhá, ung thư vú, ung thư nhiếp hộ tuyến, ung thư não, ung thư tử cung, ung thư da, ung thư phổi. Effective against them all. Cái drug này khi mà uống vào thì chúng làm gì? chúng lấy cái protein và cũng chúng ta nghe cái chữ protein trong cái cơ thể con người đó là một trong những cái, cái chất mà cái tế bào ung thư chúng sử dụng để chúng phá hủy những cái tế bào khác và nó di căn tức là từ uh, mới đầu thì bị ung thư vú nhưng mà nó lây lan ra thì những cái tế bào khác nó chúng không có cái khả năng tự chữa trị được thì chúng bị những cái tế bào ung thư tấn công. Thì bản tin này ghi nhận được, quý vị có thể vào trong trang mạng của CD of Hope hoặc là các rất nhiều cái tin tức này gần rất là lớn. Từ 2005 với bé gái Anna Olivia Healy em chết. Và bởi vì em bị ung thư chết lúc 9 tuổi. Và từ đó một trong những vị bác sĩ Bà Linda Malkas Đã gặp bố của bé gái này Healy Và hai người đã nói chuyện với nhau Và qua cái cuộc nói chuyện đó bà nói rằng Tất cả cuộc đời sự nghiệp của phần đời còn lại Bà là bác sĩ rồi Bà sẽ dành hết tất cả để nghiên cứu Và đến giờ phút này of Hope Tuyên bố họ đã thành công trong phòng thí nghiệm họ nói rằng là à, sẽ có cái sự phối hợp để chữa trị để giúp phát triển một cái loại thuốc khi mà uống vào khi mà uống vào cơ thể đó thì nó chúng sẽ giúp cho các tế bào chống ung thư thì khi tế bào chống ung thư này gặp được cái sự hỗ trợ của cái loại thuốc đó đó chúng mạnh hơn và chúng sẽ tiêu diệt tất cả khiến cho những cái tế bào xấu ung thư đó nó không có tấn công được các tế bào khỏe mạnh khác. Bởi vì khi mà tấn công như vậy đó, thì nó tạo thành cái bú. Mới đầu nó chút xíu thôi, như quý vị như, đi mà khám ngực, khám vú đó, thì mới đầu nó chỉ nhỏ thôi, họ có thể cắt bỏ cái phần vú để tránh cái di căn. Thì bây giờ không cần nữa. Trong phổi cũng thế đó, có chút xíu một cái chấm đỏ, chấm thôi mà cảnh à, mà à, bác sĩ khám phá được, thì bây giờ uống thuốc vào thì chúng bao vây cái phần đó và không để cho cái phần bú đó nó lớn dần lớn dần hơn nữa cho nên cái việc mà khám phá sớm ung thư cũng sẽ đóng góp rất nhiều trong cái phương pháp chữa trị và họ tin tưởng là trong những năm tới đó chắc chắn sẽ cái vấn đề ung thư hy vọng sẽ không còn là một đề tài nan giải nữa. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan Độc quyền kết hợp với AHCC Góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 Hay vào website cá nướng da giòn.com cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình và thưa quý vị vào đầu tuần này đó thì có một cái nghiên cứu về y khoa do một bác sĩ gia liễu ở tại florida ông sau khi mà gặp nhiều cái trường hợp và nhiều bệnh nhân đến văn phòng của ông đó cũng như là ông thu thập những cái tài liệu báo cáo thì ông phát hiện là trong vòng 5 năm trở lại đây đó không biết tại làm sao mà khu vực central florida lại xảy ra rất nhiều những cái vụ bệnh nhân bị nhiễm virus uh, bệnh cùi thưa quý vị mà bệnh cùi ừ. là cái bệnh mà vốn không có ở hoa kỳ này yeah. thì uh, đây là một cái cuộc nghiên cứu của ông uh, tiến sĩ rajiv nathu thì uh, đầu tiên phải nói là theo như cdc của hoa kỳ đó um, mỗi một năm ở tại uh, hoa kỳ này thì có khoảng đâu từ uh, 1.200 cho đến 2.000 trường hợp bị uh, bệnh nhân bị uh, chứng thực là phong cùi, nhưng mà đến 98% là những người này đó đã đi du lịch đến những cái quốc gia khác, rồi uh, có tiếp xúc với những người mang cái virus phong cùi, cho nên là khi mà quay trở về thì mới phát bệnh. Uh, với lại uh, theo CDC đó là người người mà sinh ra ở Hoa Kỳ này lớn lên ở đây thì uh, trong cái, uh, cái cái dna của người mỹ đó là họ vốn đã miễn nhiễm với cái virus phong cùi này rồi uh, ở tại hoa kỳ chỉ duy nhất một cái con thú uh, hiện nay họ nói là cái con armadillo đó dịch ra là con trúc hả quý vị uh, con trúc là cái con mà phía cdc họ xác nhận là có mang virus uh, bệnh cùi này nhưng mà nếu như mà giống như là không có dính uh, bị vết thương hở rồi bị nó cắn thì rất hiếm khi bị cho nên là tại sao mà ở nước mỹ từ mấy chục năm qua đó bệnh cùi giống như là nó tuyệt chủng rồi nhưng mà bắt đầu từ năm 2015 thì bắt đầu có những cái vụ trường hợp là à, mà đến bây giờ luôn à, cái, cái nó nó liên quan đến cái cuộc nghiên cứu của cái ông bác sĩ gia liễu đó là thứ nhất từ trước đến giờ đó CDC họ nói là 98% trường hợp là đi du lịch đến những cái quốc gia nghèo có phong cùi về rồi bị rồi sau đó, đó là cũng đa số 90 mấy phần trăm người bị bệnh đó là không phải người sinh ra ở Hoa Kỳ mà giống như là công dân của những quốc gia khác đó họ hay đi về những cái nước nghèo họ quay trở lại cho nên là thường đó là giống như người gốc Mexico hay là người của gốc phi châu vân vân chẳng hạn vậy bị nhưng mà bắt đầu từ năm 2015 có những trường hợp và đây là một trong những cái trường hợp trong cái cuộc nghiên cứu của ông tiến sĩ này đây. À, ông bệnh nhân này không có được nêu tên, 54 tuổi à, ông từ đó đến giờ đó sinh ra và lớn lên ở Orlando chưa hề đi du lịch đến các quốc gia nào khác cả và mới đầu tháng này đó ông đã phải vào cái clinic của ông bác sĩ gia liễu lúc đó ông cũng không biết ông bị bệnh cùi nữa thưa quý vị ông đi khám những cái văn phòng bác Dễ sĩ gia, gia đình bình thường không truy tìm ra à, khi mà bắt đầu ông có những cái ung nhọt rồi những bị cái rash rồi từ từ nó mưng mủ À, đến khi mà bác sĩ, sĩ gia đình refer qua cho ông bác sĩ gia liễu đó ổng làm những cái test mà chuyên môn thì mới khám phá ra là ông bệnh nhân 54 tuổi này đã bị dính virus phong cùi mà bây giờ ổng không hề đi du lịch rồi trong khoảng thời gian vừa rồi đó người nhà bạn bè của ổng không ai bị hết cho nên là mà đây không phải là cái trường hợp duy nhất cái ông tiến sĩ này ổng nói đó à, trong số 2.000 trường hợp mỗi một năm ở Hoa Kỳ thì 81 À, phần trăm không biết tại sao tập trung ở khu vực Central Florida, à, cho nên bây giờ người ta cũng không biết tại sao. Rồi có một vài cái trường hợp đó là giống như ông này nè, không đi du lịch, rồi cũng không có tiếp xúc với người bị nhiễm tự dưng một ngày phát hiện ra là bị. Thì à, bây giờ theo như cái báo cáo của cái ông bác sĩ gia liễu đó là CDC từ trước đến giờ là họ chỉ biết là cái con trúc này có mang virus nhưng mà có thể là tại vì có những cái con khác nữa chăng mà khoa học họ không biết thì có thể ông nói là nhờ qua cái báo cáo thu thập này của ông đó thì giống như là người dân cũng như là cơ quan y tế ở Florida họ chú ý nhiều hơn tại vì bắt đầu từ năm 2015 đó làm những cái vụ tập trung ở đây nó rất là nhiều ở cdc họ cũng nói cái bệnh cùi này đó là không có lây qua cái đường giống như là nếu mà chỉ ngồi bắt tay tiếp xúc ngoài da thì không có bị ừ. cái đường duy nhất mà bị đó là phải tiếp xúc một thời gian rất là dài và khi mà cái người có virus bệnh cùi họ nói chuyện họ bắn uh, giống như là nước bọt qua mình đó nhưng mà ừ. tiếp xúc một thời gian rất là dài thì mới yeah, dính được chậm lắm. Cho nên là bây giờ ông tiến sĩ thì ông nói là à, không biết tại sao ở khu vực Central Florida là rất là nhiều như vậy. Rất nhiều người chơi đùa với con đấy. <laughs> Bệnh cối kéo dài cả 10 năm sau, rất là chậm, ăn từ từ, từ từ, từ từ. Nhưng mà có phương pháp chữa trị, thưa quý vị. À, trong khi đó, vẫn tin liên quan đến các cuộc điều tra không những cá nhân của ông cựu Tổng thống Trump mà kể cả những đồng can dự liên can tới việc mà tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Chúng ta thấy ở tiểu bang Georgia và bên cạnh đó tiểu bang Michigan. Thì ngày hôm nay có hai nhân vật, hai người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ và cũng là những cái giới chức trong chính quyền của tiểu bang Michigan hiện nay bị buộc tội liên quan đến máy bỏ phiếu. Những người này đã tìm cách nào đó đi vào trong các máy đếm phiếu để hy vọng thay đổi kết quả từ trong máy để có thể đưa ra thay vì Biden thì lại bỏ phiếu cho Trump. Chỉ không biết làm cách nào họ làm được điều đó, không đâu có làm được, không thể làm được. Bởi vì khi quý vị đi bỏ phiếu là ngay lập tức quý vị bấm vào thì cái kết quả nó in ra thậm chí à một cách bỏ phiếu bình thường ở trong cái máy khi quý vị bỏ phiếu là đầu tiên người ta phải kiểm soát là travel License id rồi nhé và quý vị bỏ phiếu quý vị bấm bấm đó là những cái điểm đáng chú ý quý vị đã bấm vào thì khi bấm vào một bên đó, cái kết quả nó đi sang cho máy computer một cái kết quả nó in ra để nó bảo đảm thứ nhất là cái giờ quý vị đến bỏ phiếu thứ hai đây là những danh sách quý vị đã bình chọn Biden hay Trump rất là rõ ràng bởi vì quý vị bấm vào rồi quý quý vị còn nhớ đó là cuối cùng quý vị mới nói là ô oh, câu hỏi đặt ra là quý vị đã bảo chắc chắn đây là những gì mà quý vị đồng ý hay sao không, không. quý vị bấm vào ok à, sau đó máy mới in ra tất tất cả những cái gì đó thì máy đã như vậy rồi hai nhân vật này trong đó có ông một ông là ông Pedro một ông là De Pino à, hai nhân vật này bạn ghi nhận đó Randon và De Pino. trong số 9 người ở tại Michigan được nêu ra bảy à, người còn lại cũng được sẽ được nêu ra bởi vì các nhân vật này liên quan đến vấn đề chính trị đó họ đã được phe công tố cho biết đại bồi thẩm đoàn đã đồng ý với những cáo trạng nhắm vào nhân hai nhân vật này tìm cách đi vào trong máy tìm cách nào đó nhưng mà đó là âm mưu họ chưa có thành đạt họ đã suy tính bao gồm việc mà uh, liên lạc với những người trong ban kiểm phiếu của đảng cộng hòa bởi đây là những thành phần của đảng cộng hòa để hỗ trợ thì những người này bây giờ là nhân chứng họ không đồng ý cho nên họ ra làm nhân chứng và khi làm nhân chứng với công tố viên đó thì công tố viên có đầy đủ để đưa lên đại bộ thẩm đoàn đại bộ thẩm đoàn nói rằng yes hai ông này sẽ bị truy tố bây giờ họ cũng sẽ phải ra tòa à, đang chờ ngày để tòa đưa ra cái uh, ngày tháng tương tự như ông Trump vào sang năm ông sẽ phải đương đầu một loạt ít nhất là bốn vụ liên quan tới uh, cuộc bầu cử của năm 2020 Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chiều nay trở lại với phần tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập nhiều hơn nữa những cái hệ lụy liên quan đến các cáo buộc nhắm vào ông Trump tìm cách thay đổi kết quả bầu cử. Quý vị vào trong trang nhà Sài Gòn tv com vào YouTube nhớ nhấn nút like, nút subscribe quý vị nha. chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.